Xin chào các bạn. Hôm nay Villa Shop xin giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm mic không dây nhưng mà là dạng đứng. Đây là cái mic. Còn đây là đầu phát sóng Wi-Fi BF Audio Karaoke KTV Go KV988 BF Audio. Đây là mặt trước của BF Audio, thiết kế khá là đơn giản. Bên góc tay trái trên là tem của BF Audio và nút set tần số IEG. Còn bên đây, bên góc tay phải, modem BF KV988. Còn đây là nút báo nguồn. Còn bên hông là một màu xanh và cái tem BF dán đây. Còn phía sau của mic BF KV988, đây là nút nguồn. Miro KV988 này nó là xuất xứ từ Taiwan, Đài Loan và nó cũng thể hiện hai cái dòng chữ, một là dòng bên dòng chữ tiếng Anh và một dòng chữ bên là Đài Loan. Nguồn vào nguồn là 12V 500mA. Còn nút này là nút low. Low là bass, tiếng bass của mi, tiếng bass của Miro này. Chúng ta có thể cân chỉnh trên đây. Đây là tiếng mic, là tiếng chung của Miro chúng ta có thể chỉnh. Và cuối cùng là tiếng chép. Thì còn lúc là làm console này là để chúng ta có thể là điều khiển một lần mười mấy cây Miro loại đứng như vậy. Công dụng của nó là vậy. Còn nút kế bên là nút jack 6 ly. Cái này là khá là thông dụng. Này chúng ta có thể ghim xuống âm ly hoặc mixer hoặc những nhà mixer bàn hoặc mixer digital. Còn đây là hai cây anten. Còn đây là BF Audio và model là KV988. Design là của Nhật Bản, made in là Taiwan, là Đài Loan. Những phụ kiện đi kèm theo là gồm hai cây anten nè, dây 6 ly và dây nguồn. Nguồn này là xài nguồn 12V 2000mA và ngõ vào là từ 100 đến 240. Nãy giờ mình giới thiệu tới cái đầu phát sóng BF KV988. Còn đây là cây mi, thiết kế một màu vàng ống ánh khá là sang trọng. Trên Miro thì nó rất là đơn giản, chỉ có một nút nguồn. Miro BF KV988 này chúng ta có thể sử dụng trong phòng trà hoặc trong những quán cà phê hát với nhau, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng cho gia đình vì cái chất âm của Miro này là khá là tốt và cũng khá là sang trọng. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn hãy ghé Villa Shop để được thưởng thức và cảm nhận Miro BF KV988 này nhé. Và bây giờ Villa Shop xin chào tất cả các bạn.